Đưa quá các bạn ơi. Lộ hàng rồi. Bữa nay mấy anh em đi hầu hàng các bạn. Hôm nay thời tiết không thuận lợi các bạn ơi. Quá trời mưa lớn rồi các bạn ơi. Từ 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 từ. Cống rồi đó đó. Cống quả đó. Là đi có cống. Cống luôn. Mưa lớn lắm các bạn ơi. Nãy đi lục hà thì nắng. Rồi cái này chỗ này không có hào rồi. Lạnh quá, lạnh quá. Nó ấm. Ở trên bờ nó lạnh dữ vậy. Cái này cái này giờ nãy cơ bản mưa được rồi, đâu quay phim được rồi, mưa lớn lắm các bạn ơi. Để các bạn hôm nay mấy anh em thử tắt đi đục hào các bạn ơi, rồi chỗ quá trời mưa lớn các bạn ơi, để mình quay cho các bạn xem mấy ông anh mình đục hào các bạn. Bây giờ lượng to rồi các bạn ơi. À bạn thấy chưa, đây là con hào nha các bạn. Nhìn đây, đây là con vẹm nè các bạn. Sống đó các bạn ơi. Đánh không không có thể sống luôn các bạn ơi. Con hào của con anh mình đã đục sẵn rồi, còn thấy con to. Con này nó con to đùng luôn các bạn. Các bạn thấy không? Cái bên kia có nữa. Không khá nữa các bạn ơi. Hào to không các bạn thấy không? Đó là dây mắm. Gì? Được mấy con nữa các bạn ơi. Mình lên được tới đây nha các bạn ơi. Lạnh quá các bạn ơi. Rồi mấy anh em đang trên xuồng đang chuẩn bị tìm đĩa điểm mới mình đục hào ha các bạn. Trời tạnh mưa các bạn ơi. Mấy anh em thử thách đi đục hào được bao nhiêu hả các bạn? Ở đường to được các bạn ơi. Này to quá các bạn ơi. Đây một cặp luôn nè. Cặp luôn hả? Cái gì? Hôm nay trời mưa nước lớn nha các bạn. Cũng khó đục tí. Những mà bạn mình nó đục rất là chuyên nghiệp các bạn. Đó các bạn thấy chưa? Trời mưa khó đục lắm các bạn. Đo luôn các bạn ơi. Quá trời to luôn, đục hào to không các bạn ơi. Thêm được con nữa các bạn. Á à, nuôi chạy. Đây nhiều hả các bạn. Đây có mấy con to to các bạn ơi. Có nè. Đục cái đó. Đây nữa các bạn. Con nữa hả? Hay quá. Đừng con các bạn ơi. Giờ tầm chiều rồi các bạn ơi. Giờ là khoảng 4:30 rồi. Đừng còn nữa các bạn. À,
con này mới ăn nó mới đã mà. To đùng luôn. Ôi, á to bạn ơi. Đã quá. Đó, con này mới đã nè các bạn. Rồi to. Ôi ôi con này to đùng luôn các bạn ơi. Cái này nướng mỡ hành là bá cháy luôn các bạn. Đây ha. Chim luôn vậy? Dạ. Chim luôn vậy? Có đâu. Về chỉnh sửa là nọ chứ. Văn cái gì anh? Lú. Lú cái gì? Tôm tép. Tôm à. Cua cả. Mắm đục hay ta. Đó trời ghê. À luôn. Ốc nãy giờ đục nhiều chưa? Dạ. À, nãy nóc đục nhiều chưa? Rồi. Mắm nó đục một cây rồi, nóc chưa? Cái gì? Anh đẩy đẩy xuồng ra xa xa em lặn em hết hơi ngồi lên cái cuốn xuồng. Quá trời ơi. Ôi trời quá trời, con bền bạc không vậy hả? Bền bạc không? Quá là mệt thở gì chó. Mắm nãy lặn qua đục hay chứ. Sâu dưới con bự vậy nè. Dạ. Đó có khi nào ngồi nó sạc xuống rồi. Ba cũng thằng đổ mà. Ăn không hết. Trời ơi, nó hay dữ thiệt chứ. À, lặn biết bao lâu nhưng mà đục đường con hào các bạn thấy không? Dân chuyên nghiệp đó các bạn ơi, và đơn giản đó các bạn. Hay đẩy xuồng nha. À, quá giờ to luôn các bạn. Lặn lên các bạn ơi. Và đây chuyên nghiệp đó. Đục hào là mấy con to to nằm ở túc ở dưới đáy các bạn. Nên phải lặn xuống mình phải đục hào hả các bạn. Đấy, đang lặn đó các bạn ơi. Không ạ, hết ạ. Trời, quá to luôn các bạn ơi. Bự bằng cái mặt. Bự bằng cái mặt luôn các bạn ơi. Trời ơi, à, con này xứng đáng luôn các bạn. Đây tối hả? Đây đây đây, thấy không? Quá trời to các bạn. Cái này nướng rất là ngon luôn các bạn. Được á, được ngại đúng không? Trời ơi, vô thẳng bến luôn á. Rồi, đâu? Rồi, dài dài, rồi, tới nhà đây các bạn ơi. Rồi mình đem hào lên ha các bạn. Nè, 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 em cười. Được. Rồi.
đang đục hòn hay các bạn ơi. Giờ về tới nhà, giờ anh em mình đập hòn ha. Đứng như đây nè. Quả gì hả con các bạn ơi. Được không? Nhìn ra hào luôn nè. Muốn ăn con hào đây chú. Chị chưa hả? Chị rồi. Trời ơi, hào ta phải làm sống rồi. Nãy mắm nó đục, nó quay bước không? Mở gọn luôn các bạn ơi. Ăn xong rồi. Nghe mày ăn mày đau bụng mày. Thử thêm thôi, thêm không? Sống mà. Chị nghĩ sao thịt heo nó còn nấu đổ nước sôi mày vô nó ăn mà. Cao này nhầm nhầm vậy. Nó vừa giòn, nó vừa béo. Ok không? Nó khu này thông minh quá ta. Ok không? À, để trên cao rồi đó hả? Nãy giờ rồi. Ơi, xin mời bạn Cương sẽ uống mửa một cốc rượu mật ong ruồi. Mời các bạn ơi. Hào siêu to các bạn. Trời ơi, hào siêu to khổng lồ. Mời các bạn ơi. Rồi, uống đi. Mời các bạn. Quá ngon các bạn ơi. Đây là mắm chanh ớt nha các bạn ơi. Cái này mồm to kìa. Ngon lắm bạn ơi. Màu này nhìn giống cái gì đó, cái gì mà nó sạch không? Cái này là bữa nay mình ăn con hào siêu to khổng lồ nha các bạn. Bà tên mưa lút. Em cũng cảm thấy điện ổn quá đó mà. Nhìn sẵn quá. Cái tả nó bắn lên cái gì múc cho các bạn nha. Các bạn nha, bây giờ mình ăn con này nữa mình tạm biệt nha các bạn. Giờ cũng khuya tối rồi các bạn ơi. Bữa nóng hổi rồi các bạn ơi. Chấm nước chấm các bạn. Rồi các bạn nha. Dạ vô. Mồm hào ngon quá các bạn ơi. Quá ngọt luôn các bạn. Video mình tạm dừng đây nha. Các bạn thấy hay nhớ like đăng ký và ủng hộ giúp mình nha các bạn. Chào tất cả các bạn nha.